Chào cô chú anh chị. Mới chủ nhật vừa qua này em nhận được một mớ lò vi sóng của khách ở dưới Cần Thơ gửi tới ha. Sáu cái lò với cái nồi cơm mà cô chú thấy ha. Đủ thứ dòng, cái này Hitachi nè, có một con Nasonan ha. Còn này của khách ở quận 8 ship tới lò vi sóng Sharp 898 ha. Đó, thì em có nhận. Còn cái lò Hitachi này thì của khách ở chung cư Đào Chí Sunshine Diamond Plaza ha, gửi sửa H32 nha. Đó, thì em sẽ quay trực tiếp cho cô chú coi coi nó bị lỗi, tổng lỗi nó là như thế nào ha. Đó. Thì em sẽ test từng con cho cô chú coi ha. Cái con này là Hitachi NLS8 ha, đất 2013. Đó, 2013 hả cô chú ha. Con này đắt 2013. Và em sẽ bỏ đầu cái test ha. Cái này nó bị gãy cho mình. Dạ, bỏ vô test cho cũng coi ha. Và nó bị lỗi như thế nào. Con này thì không ngủ ngày đắt hay không là không ngủ ha. Chúng thấy nó không hiển thị gì hết ha, không hiển thị. Cái con này khách ghi là H54 nè. Này của khách ghi ha. Con này Hitachi MRO-S8X thưa cô chú em, 54.
H54 nè. Cái đây. H54 nha cô chú ha. Đó, H54. RO S8X. Này đắt mấy? 2020. Này đắt 2020 H54. Rồi, con số 2 ha. Thứ ba đèn gì đây, T7. Con thứ ba này bị sống 1 phút. Liệt khiển không ăn ha, không biết bị gì nha. Nút ta không hoạt động. Này nướng thử coi. Rồi, ta không hoạt động. Này đắt. Đây xe đắt 2017 ha. 2017. Serial của nó là 700-4108 ha. Con thứ hai là LS7. Con thứ tư chứ, xin lỗi con thứ tư ha. H54 ha cô chú ha. H54.
số seri của nó là 2071813. Khách đi H33 nè. H33. Đắt bao nhiêu? Đắt 2020. Số series của nó là 1416662. Tép nướng dưới rồi. Rồi nướng ok ha. Ta đi sống. Con này màu đen gì? 8X. Con số 5. Đây H33 ha cô chú ha. Đó, H33. Đây H33 nè. Đó. Rồi H33. Còn thứ 6 là Nasonan hả cô chú ha. Này không thấy đắt. Này đắt 2004. Đắt 2004 số siêu máy nó bị mờ rồi. Không thấy được. Gì nguồn nữa. Gì nguồn nằm đây. Gì không nguồn, con này không nguồn hả cô chú ạ, không nguồn, con này có dấu hiệu không nguồn gì hết, rồi không nguồn, bộ đèn Nasonan NE-X A9, rồi
tổng cộng 6 con của em khách ở Cần Thơ Bến Ninh Kiều gửi ha. Đó, nếu cô chú nào có hư cái lò sống thì cứ inbox cho em ha, in chi sửa những cái dòng nội địa hàng bãi Nhật ha. Cả điện 220 110 luôn đó, đồ cơm điện đồ bếp rồi. Ở xa thì cứ ship lên cô chú ha. Rồi, ghi vô đây. Con này con thứ 6 nè. 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 Không nguồn. Rồi, cảm ơn cô chú quan tâm theo dõi, chào cô chú ha. Rồi, em xin cho phép kết thúc video đây nha.